Linh thân chào các bạn thân mến. Hôm nay giới thiệu với các bạn chủ đề 1.000 visa nông nghiệp Úc đang tiến hành. Các bạn thân mến, theo bản ghi nhớ đã ký giữa chính phủ hai nước Úc và Việt Nam kể từ 2024, hàng năm chính phủ Úc sẽ nhận 1.000 lao động về ngành nông nghiệp của Việt Nam đến làm việc theo chương trình hợp tác của hai nước gọi là BALM, B-I-L-M. Theo thông tin mới đây của Bộ Xã hội Việt Nam và Đại sứ Úc tại Việt Nam đã ký kết bản kế hoạch thực hiện điều này. Có nghĩa là hỗ trợ công dân Việt Nam đi lao động nông nghiệp ở Úc theo chỉ tiêu đã thỏa thuận của hai chính phủ Việt Nam và Úc trước đây là 1.000 lao động nông nghiệp sẽ đến Úc làm việc trong năm 2024 theo chương trình BILM, tức là BALM. Theo chương trình, Việt Nam và Úc sẽ chọn 6 đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện đứng ra tổ chức tuyển chọn công nhân đi lao động nông nghiệp đến Úc làm việc theo chương trình BALM. Có nghĩa là hiện tại, trong lúc này, chính phủ Việt Nam và Tòa đại sứ Úc sẽ chọn 6 đơn vị doanh nghiệp Việt Nam có đủ chuyên môn về nghiệp vụ để đứng ra đại diện cho Việt Nam và Úc để tuyển công nhân lao động nông nghiệp đi đến Úc. Trong lần này, phía Việt Nam và Úc sẽ chọn 6 doanh nghiệp đúng tiêu chuẩn để đại diện Úc và Việt Nam tuyển công nhân là lao động, và chính phủ Úc và Việt Nam sẽ có thông báo chính thức trên cổng điện tử của Đại sứ Úc tại Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Do đó, những ứng viên nào muốn hưởng ứng chương trình này phải chờ một quyết định chính thức thông báo của chính phủ Việt Nam và Úc, thông báo trên cổng điện tử Tòa Đại sứ Úc và Bộ Lao động Việt Nam, lúc đó mới chính xác. Do đó, để tránh trường hợp bị lợi dụng tuyển công nhân lao động đi làm việc ở Úc mà không phải 6 công ty chính thức được Việt Nam và Úc chấp nhận là phải cẩn thận. Bởi vì trong lúc lập đơn này, chúng ta chỉ căn cứ vô thông báo của cổng điện tử Tòa sự Đại sứ Úc tại Việt Nam và Bộ Thương binh Xã hội. Đặc biệt, các công ty được Việt Nam và Úc chọn tuyển lao động sẽ hướng dẫn khóa học căn bản về đời sống Úc và thủ tục hồ sơ phương pháp lao động, cũng như những cái điều kiện lao động nông nghiệp ở nước Úc. Công việc lao động nông nghiệp ở Úc căn bản bao gồm các công việc như làm farm, thu hoạch các vụ mùa trái cây, làm việc trong canh tác nông nghiệp, trồng các loại cây rau ăn quả, đồng thời cũng làm việc trong các hãng chế biến nông sản thực phẩm như thịt gia súc, gia cầm, vân vân, hay làm việc ở những ngành chế biến về thủy sản, vân vân. Cơ bản thì chúng ta xin nhắc lại, từ tháng 7, ngày 7 tháng 3 2024, Bộ Di trú Úc công bố sẽ nhận 1.000 suất visa lao động nông nghiệp cho người Việt Nam đến lao động nông nghiệp trong tài khoá 2024. Chúng ta từ đây còn đến tháng 12 là khoảng 5 tháng nữa hết 2024. Chính vì thế, trong thời gian này, với chỉ tiêu 1.000 lao động sẽ được khẩn trương được Bộ Thương binh Xã hội Việt Nam và Bộ Di trú Úc cũng như đại diện Tòa đại sứ Úc ở Việt Nam sẽ có thông báo chính thức có 6 công ty Việt Nam đứng ra tuyển chọn. Lúc đó chúng ta nộp hồ sơ đi lao động là một cách chính xác. Không nên tin vào những nơi đứng ra đăng ký mà không phải thông tin từ cổng của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Tòa đại sứ Úc. Đây là một thông tin mới nhất, chúng ta cần phải cẩn trọng. Đến nay, visa nông nghiệp Úc hiện có 4 nước Á Châu. Đầu tiên là Việt Nam, Philippines, Thái Lan.
và Indonesia là bắt đầu thực hiện chương trình lao động nông nghiệp này. Thông báo này của chính phủ Úc cho biết mỗi năm sẽ cấp 1.000 visa nông nghiệp cho người lao động Việt Nam đến lao động ở Úc làm farm. Đây là một kết quả quan trọng mở đầu, là dấu hiệu tốt cho những ai quan tâm đến lao động nông nghiệp làm farm ở Úc. Điều việc quan trọng ở đây là cơ bản đã có quy định chấp thuận của Bộ Di trú Úc về 1.000 visa lao động. Do đó, tài khóa 2024, từ nay đến cuối năm, thời gian còn 5 tháng, do đó chúng ta phải chờ đợi thông báo của Tòa đại sứ Úc trên cổng thông tin điện tử có những thông tin chính thức. 6 công ty Việt Nam sẽ đứng ra tuyển chọn, lúc đó chúng ta sẽ nộp hồ sơ vào những công ty này. Đó là điều kiện chính xác cần thiết nhất. Chúng ta không nên nộp đơn những nơi nào không phải thông tin từ Tòa đại sứ Úc và Bộ Lao động Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình này từng bước sẽ tiến hành theo quy định của hai nước. Do đó, người mong muốn có loại visa lao động này phải chờ đợi cho đến khi thông tin của cổng điện tử Tòa đại sứ Úc tại Việt Nam. Hiện tại chúng ta chưa có một cái công ty nào đứng ra chính thức đại diện. Điều này phải cẩn thận. Như vậy, những đương đơn muốn làm lao động nông nghiệp ở Úc trong trường hợp này, chúng ta phải cần chú ý những điều gì? Những công việc ở Úc làm việc như thời vụ về thu hoạch trái cây, hoặc là làm trong các hãng chế biến thực phẩm rau quả, làm việc trong các hãng thịt của công ty Úc ở nông trại, hoặc là về những hãng chăn nuôi bò sữa và công việc gieo trồng, các công việc về thủy sản, đặc biệt là ngành nông nghiệp. Trong ngành nông nghiệp, Úc thiếu 30.000 công nhân lao động. Các dịch vụ chế biến như rượu vang, thịt và các nông sản đóng hộp xuất khẩu, vân vân. Visa nông nghiệp Úc 403 được cấp. Người có visa này được phép làm việc ở Úc từ 1 đến 2 năm. Trung bình 12 tháng đầu được cấp visa chính thức. Sau đó chúng ta sẽ gia hạn 1 đến 2 năm nữa, tùy theo công việc và nhu cầu của các nông trại farm Úc cần và kỹ năng của người lao động có được kết quả cao, thì những cái công ty này sẽ đứng ra gia hạn cho các bạn. Các tiêu chuẩn duyệt xét visa lao động cần chuẩn bị là người lao động phải từ 21 tuổi trở lên, phải có chuyên môn tay nghề về công việc, chứng minh bằng cấp càng tốt, ví dụ làm trong farm mổ xẻ thịt mà có kinh nghiệm đã làm trước đây ở trong nước thì có nhiều thuận lợi. Đi lao động không được phép mang theo vợ con. Khác với du học, cha mẹ có thể đi theo nuôi con nếu con học ở bậc trung học dưới 18 tuổi. Trình độ tiếng Anh IELTS là 4 chấm trở lên. Dĩ nhiên, nếu các bạn có trình độ tiếng Anh càng cao thì càng tốt và thuận lợi cho việc tiếp xúc công việc sau này. Các bạn nên lo học tiếng Anh càng sớm càng tốt, vì tiếng Anh rất cần giao tế hàng ngày trong công việc, và chuẩn bị trước công việc càng sớm càng tốt nếu tiếng Anh chúng ta chuẩn bị từ bây giờ. Đương đơn chưa bị từ chối visa nào ở Úc. Nói chung, lần đầu làm visa trước đây nếu đạt thì tốt, nếu visa bị từ chối ở trước đây thì lần này rất khó khăn trong việc duyệt xét visa. Nếu các bạn nào đã bị trượt visa trước đây thì lần này rất khó khăn trong việc xét duyệt visa đối với đương đơn này. Đương đơn phải được bảo lãnh bởi một chủ farm hay chủ nhà máy đã được chính phủ Úc chấp nhận, nghĩa là chủ farm đã nộp đơn với Bộ Di trú Úc tuyển nhân công lao động, được Bộ Di trú Úc chấp nhận. Và sau đó chủ farm sẽ bảo lãnh công nhân và qua 6 công ty đại diện của Việt Nam đứng là chịu trách nhiệm thu nhập hồ sơ và hướng dẫn thủ tục
đi lao động. Trong những trường hợp này, nếu được tuyển đi thì những người lao động có bảo hiểm công ty của công việc suốt thời gian làm việc tại Úc thì rất được công đoàn và các điều kiện làm việc như là công dân Úc đang làm việc với công việc bình thường, thì đó là điều rất thuận lợi. Đây là bước quan trọng, đương đơn nên chuẩn bị đầy đủ trước để sau đó khi có thông báo nộp đơn thì sẵn sàng. Đó là điều quan trọng tối ưu nhất cần phải làm cho người muốn lao động nông nghiệp ở Úc. Hiện tại Úc thiếu 172.000 lao động trong ngành nông nghiệp, do đó chính phủ Úc sớm ban hành visa nông nghiệp để giải quyết công việc cấp bách này. Đi lao động visa nông nghiệp có đầy đủ các quyền lợi nghĩa vụ của công nhân Úc nếu mọi điều kiện của người lao động được bảo đảm về giờ giấc làm việc, được công đoàn hỗ trợ và giá tiền lương rõ ràng. Đó là điều rất tốt cho những người được visa lao động nông nghiệp lần này. Có nghĩa là chúng ta được duyệt xét qua 6 công ty tuyển chọn đúng 1.000 công nhân lao động nông nghiệp Úc, thì những công nhân này có những cái quyền lợi như là công nhân lao động Úc được bảo trợ bởi các công đoàn về giờ giấc làm việc, tiền lương và cũng như có bảo hiểm rõ ràng. Đây là điều rất thuận lợi và tốt đẹp. Khác với những người đi du lịch mà làm thêm không đúng chương trình này thì có những trường hợp rất rủi ro xảy ra, rất đáng tiếc bởi vì không đúng đi visa du lịch. Do đó những người thuộc diện được tuyển 1.000 visa lao động nông nghiệp đi làm việc ở Úc đầy đủ những tiêu chuẩn như là một công nhân Úc thì điều này rất tốt cho các bạn. Visa nông nghiệp Úc đã ký kết giữa hai chính phủ Úc và Việt Nam. Tuy nhiên, chờ ngày có quy định của Bộ Di trú Úc, đại diện Tòa đại sứ Úc tại Việt Nam và Bộ Thương binh Lao động của Việt Nam thông báo chính thức 6 công ty được tuyển chọn đứng ra đại diện Việt Nam và Úc để tuyển chọn, lúc đó mới chính thức. Hy vọng rằng trong thời gian còn lại chỉ 5 tháng, do đó chuyện này sẽ xảy ra càng sớm và càng tốt, bởi vì Úc và Việt Nam đang tiến hành trong lúc này đang cần tuyển 6 công ty của Việt Nam để đứng ra làm việc này. Do đó khi các bạn có những cái ứng đơn về những visa loại này nên chờ thông tin từ cổng điện tử của Tòa đại sứ Úc và Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam để biết được rằng có 6 công ty chính thức. Không nên lúc này nộp đơn những nơi nào mà không phải là 6 công ty của Úc và Việt Nam chọn. Đây là điều thận trọng để chúng ta tránh khỏi những cái bất lợi khi nộp đơn. Các bạn thân mến, trên đây là những cái tư liệu gửi đến các bạn có ý định tham gia lao động nông nghiệp ở Úc với visa 1.000 visa lao động nông nghiệp ở Úc. Hiện tại chính phủ Úc và Việt Nam đang bắt đầu tuyển chọn 6 công ty nước trong nước Việt Nam để đứng ra tuyển chọn những người đi lao động nông nghiệp. Chúng ta phải chờ đợi thông tin chính thức từ Tòa đại sứ Úc và Bộ Lao động Xã hội Thương binh Việt Nam chính xác. Chúng ta không nên nộp đơn những nơi nào không đúng những cái chỉ tiêu và những cổng thông tin từ cổng thông tin của Tòa đại sứ Úc, để tránh những trường hợp khi các bạn nộp đơn không đúng nơi và đúng chỗ. Các bạn thân mến, mong rằng những thư tư liệu này giúp cho các bạn có được những cái chuẩn bị cho visa 1.000 lao động nông nghiệp đến Úc. Chúc các bạn thành công. Một lần nữa, Trí Linh xin thân chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại với các bạn trong những video clip sắp tới. From Trí Linh, Melbourne, Australia. Xin thân chào tạm biệt các bạn.